Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bi nha. Trong video ngày hôm nay, Bi sẽ chia sẻ các bí quyết để mà mình có một cuộc sống tích cực hơn. Video này Bi đặc biệt làm để hướng tới những cái bạn trẻ nào mà đang cảm thấy bế tắc, cảm thấy loay hoay mãi trong cái vòng xoay của cuộc đời, của công việc. Đó, thì các bạn hãy nên xem video của Bi cho đến cuối để mà mình có được một cái giải pháp nha. Đó, Bi chắc chắn là áp dụng theo cái cách của Bi thì các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của các bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều đấy. Thì bí quyết của Bi đó chính là mình thay đổi cái cách nhìn nhận vấn đề. Mình sẽ phải nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ hơn và tích cực hơn. Sống chậm lại và giữ cho mình thái độ biết ơn đối với mọi thứ mình đang có nha các bạn. Thì sau khi mà Bi quay trở lại với công việc hàng ngày của mình á, thì Bi nhận thấy là Bi đang bị chậm một vài nhịp so với đồng nghiệp đó. Bi mất khá nhiều thời gian để có thể đuổi kịp cái tốc độ làm việc của các bạn trong team, và Bi gặp khó khăn trong vấn đề thích ứng với sự thay đổi, cảm thấy rất khó chịu đối với những cái sự thay đổi, dù nó chỉ là nhỏ nhất. Phản ứng rất gay gắt đối với sự thay đổi. Mỗi khi mà sếp đưa ra một cái chính sách mới, chưa cần biết là nó tốt hơn, nó giúp cho mình phát triển hơn như thế nào, Bi thấy nó lạ, Bi không có tiếp thu liền được đó. Và những cái việc nào mà Bi cảm thấy không hoàn toàn đồng tình đó, thì Bi đọc qua và để đó, cho tới khi nào mà Bi cảm thấy là thực sự mình cần phải áp dụng thì Bi mới áp dụng. Và cứ làm như vậy một vài tháng á, thì kết quả cho ra thì năng suất công việc của Bi nó bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Mọi thứ nó bị trì trệ, ì ạch, nó không có được smooth, nó không có được suôn sẻ các bạn. Dẫn đến việc là Bi cảm thấy bế tắc và chán nản vô cùng. Nhưng mà rất là may luôn, rất là may là gần đây á, Bi được xem những cái video về bài học kinh doanh của Web 5 ngày á. Cái anh này ảnh làm video rất là có tâm. Cái giọng thuyết trình rất hay, rất là dễ đi vào lỗ tai của mình. Đó, thì Bi học được cái cách là mình phải sống chậm lại, mình nhìn nhận kỹ càng một vấn đề mà mình đang gặp phải. Bi xem xét lại nguyên nhân tại sao mà mình bị chán cái công việc hiện tại, thì Bi nhận ra rằng là có những cái target, có những cái chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra mình chưa có hoàn thành tốt được. Cho nên dần già rồi mình cảm thấy mình bị đuối. Đó, cho nên mình mới bị chán. Và nếu như bạn sau khi đã biết được cái nguyên nhân nó xuất phát từ đâu, mình cố gắng khắc phục và mình làm, mình cố gắng hết sức, mình đạt được những cái điều đó mà mình vẫn chán á, thì lúc đó các bạn có lý do chính đáng để từ bỏ, tại vì công việc thật sự chán. Nhưng ở đây mình chưa làm được, mình chán là chuyện đương nhiên thôi. Đó, Bi hiểu rõ được điều đó cho nên là Bi vượt qua được cái sự chán nản đó rồi. Và ví dụ, một ví dụ nho nhỏ gần đây về cái sự thay đổi trong công việc của Bi á, thì nó có sự thay đổi về giờ giấc. Cái ca sớm nhất thì nó bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, và cái ca trễ nhất thì kết thúc vào lúc 10 giờ đêm. Ban đầu Bi cảm thấy rất là khó chịu, tại vì nó ảnh hưởng tới cái lối sinh hoạt của mình hàng ngày. Thức sớm quá thì mình sẽ không có kịp để ăn sáng, tập thể dục này kia. Rồi khi mà bắt đầu vào ca làm ấy, thì đầu óc không có đủ tỉnh táo để mà mình làm việc hiệu quả. Rồi cái ca mà khuya quá thì lại ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình, mà như khoa học đã chứng minh là ngủ phải ngủ sớm trước 10 giờ thì các tế bào thông minh của não nó mới được tiếp tục sinh sôi và nảy nở, đúng không? Và đặc biệt là mình bị bệnh vẩy nến nữa, không có được thức khuya đó, lại phản ứng rất là gay gắt, tìm hết người này người kia chia sẻ những băn khoăn của mình, và đặc biệt là suy nghĩ rất nhiều. Nó ảnh hưởng tới cái việc ăn uống của mình, ăn không ngon, ngủ không yên đó. Nhưng sau khi Bi suy ngẫm lại
thì biết hiểu rõ là dù có thay đổi sớm muộn như thế nào đi chăng nữa thì công việc của mình cũng chỉ 8 tiếng một ngày thôi, mình chỉ làm việc 8 tiếng một ngày, và đặc biệt là mình còn được làm việc ở nhà nữa. Trong cái khoảng thời gian đặc biệt này, khi mà nhiều người vẫn đang vất vả tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập cho mình, thì do họ không có thể đi làm bình thường được, mà mình vẫn còn công việc, mình vẫn có thu nhập ổn định là một điều rất là may mắn rồi. Cho nên là Vi cảm thấy mọi chuyện nó rất là bình thường luôn, và Vi vượt qua được cái sự thay đổi đó và thích ứng rất là tốt nha. Vi không còn than phiền gì với cái việc thay đổi đó hết, và Vi cảm thấy là tâm trạng của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Mình không còn phải suy nghĩ lăn tăn về điều đó, mình đi ngủ ngon đó, mình khỏe hơn và làm việc hiệu quả hơn. Bây giờ tới cái ý thứ hai nữa nè, các bạn phải luôn cảm thấy biết ơn. Đầu tiên là các bạn sẽ phải biết ơn ba mẹ của mình đã mang mình đến cuộc sống này, đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ để nuôi nấng dạy dỗ mình, cho mình nên người đó, để mình có thể tự lo được cho bản thân. Chắc hẳn là trong suốt quá trình nuôi nấng chăm sóc mình, đã không ít lần ba mẹ mình bị buồn, bị tủi và nản lòng mà muốn bỏ cuộc. Nhưng mà hãy cảm ơn ba mẹ mình vì đã vượt qua hết tất cả mọi thứ đó để có được ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa, bạn cần phải cảm ơn chính mình đã không sống một cách vội vã, không sống theo bản năng, chiều theo mọi sở thích của mình để mà chẳng đi đến đâu cả đó, mà thay vào đó mình sống trong một cái khuôn khổ nhất định và mình thành người, mình tìm được công việc tốt. Thứ ba nữa là mình sẽ cảm ơn những người bạn tốt của mình ở cái môi trường của mình sống đã góp phần tạo nên tính cách và con người của mình ngày hôm nay. Và cuối cùng, bạn phải luôn cảm ơn cuộc đời đã cho bạn những cơ hội để mà bạn có thể làm việc và phát triển ha. Đó, nếu như mà bạn giữ được cái thái độ đó thì bạn luôn bằng lòng với mọi thứ, thì lúc đó bạn không phải suy nghĩ nhiều ha, và bạn có thời gian để mà mình suy nghĩ tới những cái cách tốt hơn để mà mình phát triển bản thân hơn nữa, chứ không phải là mình cứ dừng lại tại đây. Nếu mà mình cứ suy nghĩ tích cực mọi thứ thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn, đời bạn sẽ sang một trang mới thôi, Bi đảm bảo là như vậy luôn đó. Và các bạn biết không, Bi cũng chỉ mới áp dụng được cái cách này gần đây thôi mà Bi đã cảm nhận được là cuộc sống của mình nó đã thay đổi từng bước rồi các bạn. Mặc dù là trong cái khoảng thời gian này ăn uống nó không có được đủ đầy giống như trước kia, nhưng mà Bi cảm thấy dễ chịu, ăn ngon miệng hơn. Và thậm chí là khi mà Bi uống một cái cốc nước lọc á, thì Bi cũng cảm giác được là nó ngọt hơn, mát hơn rất là nhiều so với bình thường luôn. Trong khi xã hội thì có nhiều nơi á đang bị thiếu nguồn nước sạch để uống, mà mình còn nước sạch để uống thì đó là một điều tuyệt vời rồi, còn mong chờ gì hơn nữa đúng không? Trong cuộc sống thì chắc là đôi khi các bạn cũng sẽ tìm được những cái con người mà người ta lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu với đời, cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với họ. Chính là lúc mà họ cần bạn giúp đỡ đó, hãy giúp đỡ họ có suy nghĩ tích cực hơn, giúp họ cười nhiều hơn, bớt nhăn nhó lại. Tại vì nhăn nhó thì nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết, nó chỉ làm cho bạn có nhiều nếp nhăn trên mặt hơn. Nếu như mà không muốn bị xấu xí hơn á thì hãy cố gắng cười nhiều, tại vì theo khoa học cũng đã chứng minh rồi là cười nhiều á sản sinh ra một cái lượng hormone tốt giúp cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Và nếu như mà mỗi buổi sáng á khi mình thức dậy á, mình có thể bước chân xuống giường, thì hãy cảm ơn cuộc đời vì bạn có thêm một ngày nữa để mà cố gắng, để chia sẻ và yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi nha. Hãy tin Bi áp dụng theo cái cách mà Bi đã và đang thực hiện để mà chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu thích video hãy like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh của Bi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!